À, chị xin chào tất cả các em nha. Hôm nay chị có những chiếc xe này rất là đẹp và chị muốn chia sẻ đến tất cả các em nha. À, các em biết xe này là xe gì không? Chị có những chiếc xe múc đất nè và những chiếc xe cẩu ha. Cái này là cẩu hàng á các em, cái này là múc đất cặp đất đâu ha. À, và chị sẽ chia sẻ với em tất cả các em từng chiếc xe một nha. À, đây là chị có chiếc xe múc đất nhỏ nhỏ nhưng mà rất là dễ thương các em ha. À, mình có thể múc đất này ha, cẩu đất này ha các em ha. Thì nó có thể xây được này. Và cái bánh của nó có những cái bánh nhỏ nhỏ này chúng ta có thể xây được ha. Đó nè các em thấy không? Mình có thể xây được những cái bánh của nó ha. Nếu các em nào thích chiếc xe này thì hãy bình luận phía dưới cho chị biết nha. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh của chị nha. À, chị xin cảm ơn các em ha. Ngoài đây là chị có một chiếc xe múc đất khác. À, xe này thì có bánh to hơn các em ha, có cái đầu múc đất nè. Có cái này để múc đất các em ha, nó có những cái bánh to nè. Và chiếc này nó có cái bánh rất là hầm hố các em ha, nhìn cái bánh nó rất là bự ha. Và đây là một chiếc xe cẩu các em ha, nhà cầm rất là nặng luôn á các em. Có thể xây được này, có thể xây vòng vòng được này hay. Và chúng ta có thể kéo ra được nè, cái cẩu nó rất là dài các em ha. Nè, chúng ta có thể kéo ra rất là dài luôn. Và có thể xây được ha. Nếu các em nào thích xe này hãy bình luận phía dưới cho chị biết và nhớ đăng ký là kênh ủng hộ kênh của chị nha. Và đây cũng là một chiếc giống như vậy nhưng mà chiếc này nhẹ hơn các em ha. À, chiếc này nhẹ hơn. À, nó không nặng bằng chiếc kia đâu, chiếc này nhẹ hơn ha. Cái bánh nó cũng không được đẹp bằng ha, nhưng mà cũng rất là giống luôn các em ha. Và các em cũng có thể kéo dài ra nữa này. À, và trong những chiếc xe này thì các em thích chiếc xe nào nè. À, chị thấy chiếc nào cũng đẹp hết ha. À, nếu các em thích chiếc nào thì hãy bình luận phía dưới cho chị biết nha. À, chiếc xe này nhỏ nhỏ thì rất là dễ thương ha. À, còn chiếc này nó bự hơn. À, có thể có cái đầu múc đất bự hơn ha, cẩu được nhiều hơn ha. À, và chiếc xe này thì rất là nặng luôn các em ha. Nè, nó làm cũng rất là đẹp ha. Và chiếc này thì nó rất là nặng, nó nặng hơn cho với chiếc này ha. À, chiếc này thì nhẹ hơn ha. À, chiếc này thì đẹp hơn này. Và hai chiếc thì chiếc nào cũng có thể mình kéo ra dài được ha. Này cũng kéo ra được ha.
Rồi, chị Trinh chào các em nha. Hẹn gặp lại các em vào video sau nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh của chị nha. Chị Trinh chào và hẹn gặp các em. Xin chào. Mm-hmm.